Đấy nha anh em, chúng tôi sẽ đi tìm con mực rừng nhé mọi người. Đây là mọi người nhìn cái đèn này này. Mình sẽ lấy cận cảnh này cho mọi người. Đây là người ta gọi là con mực rừng đấy mọi người. Bây giờ nó hiếm, mà ngày xưa cái diện tích rừng nó tự nhiên nó còn nhiều đây này mọi người. Đây. Không biết là trong cái đèn mình nó hơi hơi ấy, mọi người thấy nhá, để mình bật lên lên mình thấy. Đây này là con này đấy mọi người. Đây này con này này, mình tắt đèn đi này. Con mực rừng đấy mọi người đây. Đây là con mực rừng nhá, con ấy nhá, con này ngon lắm. Được nhá. Ê mọi người, đây là con mực rừng nhá. Đấy, đồng chí ấy, bắt vào đây đi. Úp, úi rồi, thế này thì nó chả nhảy cái kia, nó nhảy cái kia. Đây nhá mọi người nhá, cái con này ấy. Con này là con tiếng đây con vận lương đấy mọi người, nó cái chân của nó khiếp, nó dài lắm rồi này. Đấy, thấy không? Con này con rừng ở rừng nó xuống, rừng cáo nó xuống. Ấy. Nó kêu chi lít như con chim ấy. Đấy. Thấy không? Đây này mọi người, này là con này đấy. Đây là chính là con này này. Đây mọi người thấy không, có con này được mệnh danh là mực rừng đấy mọi người ạ. Đây mình quay bằng đèn flash nên là nó con này nó xem đèn rồi nó sẽ không đi đâu. Đây này mọi người có thể nhìn này. Đấy, con này rất đặc biệt luôn. Tại sao được gọi là mực rừng thì khi nào mình bắt được nhiều mình về mình chế biến mình sẽ giới thiệu thêm với các bạn nhé. Đây này, đẹp không các bạn, đẹp không, nhìn nó đẹp. Con này hiếm lắm, vì diện tích tự nhiên nó không còn nhiều nên nó rất hiếm luôn. Đào viên, em mới làm sao mà anh vô một tay vô được nó không nhỉ? Đó em, đấy em vào em vô lấy một cái. Đó. Đấy được chưa? Đấy. Đút vào cái bao cẩn thận không, tí về lại trắng phớ. Lại chả thấy con nào nữa thôi. Đây mọi người này, em soi cái đèn cho khác ở đây này. Đấy, nhìn thấy nó mới thấy. Đây mọi người này, cái con này nhìn nó sướng không? Con là to, thích. Đây nhá, đây là con mực rừng á, mình anh em mình sẽ tối nay cố gắng làm sao bắt lấy một ít về. Đây này. Thích lắm. Đây này mọi người này, nó đậu đây này mọi người thấy không? Đây này, con này đi soi là nó đêm nó phát quang ra. Đây này, nó phát ánh sáng hào quang ra, mình chỉ cần soi đèn qua là có thể nhìn thấy luôn. Bắt con này cũng phải nhanh tay luôn thì mới bắt được nhé mọi người nhé. Để mình thử ra, để mình lùa cái tay. Ui giời ơi, đây rồi. Ui giời. Đây mọi người ơi, đây nhá. Đây con mực rừng đấy, cái chân nó rất là dài luôn. Đấy, đây rồi. Đấy, phải bắt con này phải nhanh một lúc nó lại lên luôn. Đây này mọi người, đi soi đêm mà gặp cả rắn kìa, nó rất là nguy hiểm nhé mọi người, đi soi đêm đi. À, nãy em đưa cái đèn về đấy gần gần đấy để mọi người nhìn con rắn kìa, mắt nó kìa. Đấy, cái mắt của nó sáng choáng đấy, đấy. Đấy mọi người thấy không, rõ không? U, con rắn thì to lắm ạ. Mà ấy, mình không zoom lại gần đấy được. Hả? Không, con này từ nhìn nó to thế. Nhìn mình rắn. Ui ôi. Đâu, con này con. Ui ôi, con rắn thì to lắm mọi người, để cái đèn chỗ mình, ngay cái chỗ mình soi vào ấy. Mày soi im một chỗ thì nó thấy được em ơi. Về gần đây tí để soi cho mọi người. Đấy, cái mắt của nó, mắt nó rắn đấy. Con này, ui, con rắn vậy. Con này như kiểu là ấy thôi. Con này con săn đêm này, như kiểu là cái đầu của nó như thế này, như kiểu con chăn chuột đấy. Phải là ba. Hả? Độc đấy. Rắn độc đâu. Con này, đây này, bắt đầu di chuyển kìa. Ôi, con rắn ráo đấy mẹ ạ. Đâu phải rắn ráo. Con rắn ráo to lắm, mẹ chẳng qua mình đâu, em sao mà vô đấy nó được. Con gì phải rắn ráo anh? Phải, cái đấy, vàng óng cái bụng của nó cái đây. Em soi xuống bên dưới, soi cận cảnh xuống bên dưới này, chả phải con rắn ráo để thấy. Ôi rồi kìa, cái đầu nó ngóc lên cho thấy. Đây, con rắn ráo thôi, nhưng mà ổ đu to lắm ạ. Mày thì mày tắt cái đèn đi để ta tự soi đi xem cái mắt nó là đây. Đấy, mọi người thấy, nhìn thấy con rắn là mắt con rắn đấy. Ở cái đoạn ngay cái đề đấy, mắt nó đấy. Để mình lấy lại gần tí xem con rắn này, con rắn gì này. Nó chưa đi đâu, nó vẫn còn nhìn mình đấy. Nó còn cử động kìa. Đấy, mọi người thấy rõ con rắn chưa? Đây nhá, mình để mình lấy cái màn hình rõ con rắn nhá. Đây này. Con này không phải con bình thường, con rắn. Bây giờ động. Đã lấy cái chọc nó chạy cái nào. Nó đang xem đèn của mình đấy, nó không đi kìa con rắn. Không với tay vào được, nhớ nổi trong cái bụi này. Đấy, mọi người nó cử động kìa. Con rắn ráo rồi nha. Và rắn ráo 100% vàng ươm đây. Đấy, nó đi rồi. Ồ, con rắn ráo to tướng luôn. Mình không biết bắt rồi mọi người ạ. Không kịp nó rồi, đi mất rồi. Xong. Thế là hỏng ăn. Thôi cho nó đi thôi. Đây mọi người này. Con đấy, con loại này này, cứ thế là bắt rồi, nó lại ra mà, nó ở dưới nó lại ra mà, để mình vô lấy nhá. Thôi chủ yếu hôm nay mình đi tìm những con này thôi. Hôm nay mình đi tìm những con này thôi. Đây. Thôi, cho báo đi. Cẩn thận nó bò lên nhanh lắm. Ôi đây. Xong. Đi đi rồi. Thì nhá. Sao đen đấy. Mình hốt củ cóc lắm.
Đây mọi người này, hôm nay đi là thấy rất nhiều rắn rồi nhá mọi người nhá. Đây này. Thôi bây giờ nái tắt cái đèn đấy để anh lấy gần cảnh con rắn này mọi người này. Mọi người nhìn thấy rõ con rắn này không? Đây. Đây nhá, con này đây là cái loại rắn ráo đó mọi người ạ. Đây này, ở đây người ta gọi là rắn ráo con bụng vàng ấy. Nhưng mà mình thì chưa từng cầm vào cái hệ thống con này bao giờ ấy. Còn ông em của mình kia đi theo thì hôm nay là mấy anh em trong tem biết bắt con này thì lại không đi. Có mỗi mình đi thôi thì... Đây mọi người nhìn theo đây, 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 nó còn chưa đi ấy. Tại vì thường là nó ra nó ăn cái con này mà. Lúc nãy thấy con kia to hơn, con này bé thôi. Con này chắc có mấy lạng này. Được làm sao mà lấy hết can đảm để mà vồ nó ra đây xem cái nhỉ? Vồ nó cầm y đấy. Từ đám này ạ, tao như kiểu hai con một lúc ấy. Một con thôi, một con. Ô, đi tại hai con mấy. Hai con em ạ. Nào bây giờ mình chưa từng vồ cái loại rắn này bao giờ, bây giờ mình chính thức từng vồ cái này có gai ấy. Đồ bảo lụ đúng vào cái cây có gai làm sao mà vồ được đấy. Cây gai bên ngoài mà anh. Cây gai này nó đang bám một cây gai ấy. Không, nó đang cuốn ở cái chỗ đẻ mà. Chạy đi bây giờ kìa, đi. Con thật. Đi bây giờ cái ba. Hả? Đi mà cây gai làm sao vồ được đó. Này. Đâu em về đây về soi soi nó cũng được, chả bắt nó nữa. Cũng không to mấy đâu đây. Đưa anh quay cái đầu của nó thôi. Thôi chả bắt nữa, bắt làm gì. Bé rồi, nó cũng... Con rắn ráo nó vào đây, cái đầu nó này này, mọi người đây này. Hai con đấy sao mình thấy nó. Một con anh ơi. Một con á? Từ đây con rắn ráo mà, con này. Con này làm gì mà nó cắn người, nó chả cắn đâu mà con này. Nhưng mà nó vào cái cây gai thì mình vô nó chả cây gai đầy gai này. Đây mọi người á, đấy cận cảnh mọi người xem rắn này đi đêm là mọi người phải để ý nhá, đi soi ấy. Vào rừng là không phải là cái nào cũng có thể vồ bậy vồ vạ được. Em đem ấy đi, em có bắt không, có bắt không, bắt ra xem đi, bắt này. Em không bắt. Hả? Con rắn ráo thì nó làm gì nó cắn đâu mà. Đây này. Có đưa tận mặt tận dưới nó đây đây, có sao đâu. Anh cầm cầm. Cầm làm gì, anh chả cần gì, nó bé này thôi để cho nó sống nó ấy, nó lớn chứ thế này bắt nó thì làm gì. Để anh sờ cái đuôi cho nó đi nhá. Bắt về xem nào. Bắt về xem làm gì, sờ cho nó đi thôi. Đây này, cầm cái đuôi nó thử này, nó cắn đâu đây này. Đây, đây. Thôi cho nó đi đi, cho nó đi thì mình chả lấy nó làm gì. Ôi. Quay lại đâu không? Hai con, nó bảo rồi mà đấy. Hai con, đây này. Một con đi đằng kia, một con đi đằng này này. Đây. Ơ, con này to phết đấy. To mà. Đây, nó vẫn còn đấy, đã đi đâu đây. Thôi, chả lấy nó nữa, làm gì nữa. Thôi, cho nó đi. Cho đi, nó vẫn đấy đấy. Chả đi đâu. Đây. Thôi, chả nghịch nữa. Thôi, mình đi, ai nó cũng đi tìm ăn, mình đi tìm ăn thôi. Mình chả động với nó nữa. Tha cho nó đi. Bây giờ lại thấy một con rắn rồi anh em ạ. Thôi thì quyết định hôm nay để mà nó hay hơn một tí thì hấp dẫn hơn video một tí thì Lực sẽ thử vò con này để xem với mọi người nhé. Đây mọi người này. Tại vì không tí mọi người là bảo là mình sợ mình không biết biết bắt ấy. Thôi thì quyết định mình sẽ cầm. Đây cầm đuôi kéo về được mà anh, cầm đi. Đây mọi người ơi, đây này mình sẽ quay lại nhé mọi người nhé. Quay lại nó sẽ chóng mặt này. Mọi người thấy ạ, đấy. Quay lại sẽ chóng mặt đấy mọi người nhé. Rồi rồi, quay này thì nó khỏi mà chạy ra. Bắt rắn thì bắt này thôi chứ bắt nào nữa này. Đây đây mọi người nhớ nó sẽ ở đây 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 rồi ạ. Anh ấy say đòn rồi à? Chứ nó say. Chứ tôi mà nói từ tưởng tượng là lần đầu tiên tôi sờ vào cái con này ấy. Nó dự đây này bây giờ cũng... Ây ạ. Rồi tự đó lấy là em tắt mấy cái đèn pin đi cơ. Em cẩn cảnh đi đi giữa đường như này thì anh em sẽ cảm thấy thế nào ạ? Đèn. Đâu, em chắn cái đèn lát đi vào đây, đây mọi người nhé. Đây này. Đấy con này là... Cái con này là con rắn ráo tại vì hôm nay gặp nhiều quá đấy mọi người nên là... Cuối cùng thì thôi Lực cũng thử cái cảm giác mà nó dãy rụa cái. Ôi rồi. Thôi giẫm gì đừng có giẫm nó làm gì nữa. Ôi trời ơi. Mình thì thực chất mà nói thì không phải là mình sợ lắm. Thế nhưng mà những con như này nó cũng kiểu nó chưa to ấy. Thôi thì mình làm nó bị thương rồi thì bây làm nào ná nhỉ. Thôi để mà can đảm hơn thả, chắc thả nó đi thôi. Thả thôi. Thả đi thôi. Đây này. Không, để xem nó có tỉnh không. Không, sao nó không tỉnh, làm gì nó chết được, mình có làm gì nó đâu, mình chỉ quay nó chỉ say thôi chứ đây này. Sờ vào nó này, đây mọi người nhá, đây này. Nó quay lại, nó còn đớp cho đây này. Đấy.
Đây này làm gì nó chết được, nó chỉ bị mình quay nó sai đòn thôi chứ nó chả có gì đấy, nó vẫn đi được thôi. Mình quyết định là thả nó đi mọi người, tại vì là mình muốn có nó để tự nhiên đấy, mùa này nó cũng đi kiếm ăn đấy. Để tự nhiên thôi, thả nó đi thôi. Hai con nãy bự hơn nhỉ? Ừ, hai con này cái nãy to hơn, con này. Thôi mình thả nó đi nhá mọi người nhá, mình thì không ăn mọi người ạ. Đây, cho nó đi thôi. Đấy, cho nó đi thôi mọi người ạ. Thôi để nó về với tự nhiên, với rừng với núi của nó thôi, mình con này thì mình không ăn. Đây hôm nay thằng em nó rất là nhanh chân nhanh tay, nó vô được con ếch to chứ. Đây là em Vĩ nhá. Mặt bẩn cả mặt, xay xay cái mặt không phải đâu. Đây đây, đây em Vĩ nhá, nó được con ếch to thế. Ồ lồ, con ếch to nhơi. Thôi được rồi, anh em mình đến đây thôi, anh em mình bây giờ về không chế biến sáo rẹ nhá. Tại vì nó cũng còn sớm thôi. Thế mình đi kiếm thì chỉ kiếm bao nhiêu đây đủ ăn là được rồi. Bây giờ về sáo rẹ làm một hai ly cho nó đỡ tanh mồm nhỉ. Đấy rồi, sướng đấy, con ếch đẹp. To nhơi. Đây nhá, đây là sản phẩm của hai anh em mình sau khi đã đi về đây. Thằng cụ em này sẽ đi làm, đi mổ về để mà anh em sẽ chế biến nhá. Đấy mọi người ạ, hôm nay thì sẽ làm một đĩa về để sáo rẹ. Đây cái con đấy là chân nó dài lắm, nhìn thế này là chân nó rất dài luôn. Đấy mọi người nhìn thấy không? Con này người ta gọi được gọi là mệnh danh là con mực rừng đấy. Đấy, thôi cụ em mang đi chế biến đi em ơi. Vàng đẹp nhỉ, dán cho nó vàng giòn. Giờ này cho thằng cụ em Vĩ sẽ vào bếp nhé. Đây là nhà mình mọi người, điều kiện còn khó khăn nên mình vẫn dùng bếp củi mọi người nhé. Thơm quá, chỉ cần nghĩ đến cái món này đưa vào miệng giòn tan trong mồm nó ngon lắm mà. Thích nhỉ, ếch to thế. Để hôm nay em ví được tài nhé mọi người nhé. Cô đó không nhỉ? Đây và đây là thành quả của hai anh em mình đấy nhé. Được một đĩa mực rừng mà một con ếch to. Anh em mình sẽ có một tí a cay một tí nhé mọi người nhé, để ăn cho nó ngon miệng. Đây là Vĩ, mời mọi người cùng thưởng thức với hai anh em mình nhé. Tay luôn. Ngon tuyệt luôn. Mời các bạn nhé. Tuyệt vời. Quá tuyệt luôn. Ngon lắm. Thôi thì đây là thành quả của hai anh em mình buổi tối nay đi soi đây. Thật sự cũng rất là xứng đáng mọi người. Thôi thì mời mọi người thưởng thức với hai anh em mình nhé. Và qua video này thì mình cũng mong muốn là mọi người hãy ủng hộ cho anh em nhiều hơn nữa, để anh em có tinh thần để thực hiện nhiều clip hơn. Rồi đến đây thì chắc hai anh em chúc mừng cho buổi tối này. Bình thường thì mình không uống rượu nhiều lắm đâu, mình không phải là người nghiện rượu đâu, mà ăn những cái món như thế này này thì nó phải có một tí cái cay để cái nó thể hiện được hết cái hương vị tuyệt vời của món ăn từ rừng. Mời các bạn nhé. Nào bây giờ mình sẽ thử nhá. Anh thử đấy. Thật sự là ngon lắm. Ngon. Thơm nó ấy. Rồi chấm với cái ớt cay ngon. Xứng đáng. Ăn mình nhớ đời. Còn này lâu lâu muốn muốn đi soi á. Thử ếch thế nào? Thử ếch đi. Thả. Được rồi. Rồi đến đây thì
Mình xin phép được khép lại video ở đây và hẹn gặp lại toàn thể mọi người vào những các cái video tiếp theo trên kênh của hai anh em mình nhé. Rất mong mọi người hãy ủng hộ. Cảm ơn, xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại.